Rồi, chị thấy màn hình không? Hả? Rồi, chị thấy màn hình không? Trong đây nó có 127 chữ. Về chữ Cái này cái là gì? chữ của HSK mấy vậy Tân? Nó không chia hai ca, nó chia tóm tắt lại những cái chữ trái nghĩa thôi. Rồi, chị đọc đi. Cái này để coi cái nào chị biết nha. À, xiểu là lớn nhỏ, tua sạo nhiều ít, rùa dâu trái phải, chiến hầu là trước sau, thiên ti là ngay như trời đất á. Cao ti cao thấp, chin rồi, chin thuê hả? Cái này chị không biết nè. Thôi là thoái á, trong từ thoái á. À, tiến lui tiến lui. Lỵ quai trong ngoài. Hưa hay hay bãi, hay bãi là đen trắng, suy lãi là đến đi. Đọc lại cái này. Hả? Đọc lại số 10 này. Số 10 là cái nào ạ? Này. Tại cái màn hình chị nhỏ lắm, hễ mà chị so cái màn hình ra chị thấy cái đoạn nào có một đoạn hà. Em nói Đây. đọc số 10 là cái gì, chữ gì? Này, chị đọc lại số ra này, Rồi chữ thấy này, chữ đấy này, chữ đi này. số 10 rồi, thấy số 10 rồi, lãi truy. Ok. Mỹ trụ là đẹp xấu, hậu khoai là tốt xấu, khoai man là nhanh chậm. Cái kế tiếp chị không biết. Này, rộng hẹp này. Khoan À trọng. vậy hả? Sư phay phay này là phí hả ta? Ông sư phải đây không phải phí ha, cho nên nó chỉ sai như chữ chua cua, nhưng mà trong từ chữ sư sư tơ đó, phải á, phải Thì chữ tơ sư thì biết rồi đó, nhưng mà sao chữ phay này không biết, cho nên phải không hiểu từ nghĩa nó luôn này cái. từ 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 bái từ 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 phi Rồi phi phi nghĩa phi từ 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 phi. rồi gì nữa ta? Chinh Tới tới chữ gì đâu rồi? này, động tĩnh Tông tông chinh chinh động tĩnh, tông là động, chinh là lẫn, chinh bình tĩnh. Xin chiêu mới cũ. Khoan khoan hửa hả? Khoan hửa là gì ta? Khoan Phân là khoan là tay chia hả? à, phân đó trong từ Tay từ phúc á, phúc này là nó có nhiều nghĩa hơn, nó là nè. phân là tan hợp. Dâu Dậu ngủ có, dậu 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 ngủ có không? dậu Xiển hả? Xiển mãn hả? Chị hạn chế, chị đang đã đọc và nhìn hán tự, chị hạn chế nhìn bên viên á, cho nên nó hơi chậm Ok nha. ok không sao sao cố gắng gì hắn tự càng càng đúng. Xiển mãn là rảnh rỗi, với lại cái gì mãn là bận rồi nè. Bình thường chị nghĩ là chữ chữ khung đúng không, khung là rảnh, nhưng mà sao trong đây nó ghi chữ chữ sẻn đúng không, mà tự nó không, khung là cái thời gian rảnh, đoạn này là rảnh rỗi. Cái xiển này hình như nó trong nằm trong vô xiển á. Vô xiển là nó cái gì ta? Hạn chế hả? Nó sao kỳ vậy ta? Ông nó đứng một mình á, Bảo vệ. Thôi bỏ đi, từ từ đã. kiểm tra từ điển Cái gì? nói chị Cái đọc kế tiếp tiếp chị không biết nè. đi. Cái kế tiếp không biết nè. Cái cu xì gì nè chị không biết nè. À, cái cu xì thì nó nghĩa là thô là mịn nhé, cu là thô là gồ ghề, còn xì là mịn. Khổ xeo, cu xeo, cu xeo.
khóc cười. Cụ chinh, cụ là cổ đúng không? Đúng cụ rồi. mới hả? Cụ 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 ngày chỉ xưa với hôm nay á, ngày xưa với hôm nay á, phải không? đúng rồi. Tao để cụ đọc rồi, chỉ đúng rồi, cổ đại cụ ngày nay cụ thể là trong ghi từ guitar ha, cụ thể là guitar. nè. À, đâu rồi, tới gì Guitar nữa trong rồi? từ Tây Ban Nha, dương bằng cầm, tay bằng Ai cầm. ai hân yêu ghét, trinh trông là nặng nhẹ, nhẹ nặng. Tay vô trọng nè, Chẳng trọng ở trung chẳng rồi ha. là mạnh yếu rồi. Quên ngủ quẩn, không biết cái này, không biết. Quẩn là văn á, trung quẩn á, quẩn là văn, ụ là võ. Ý là cái kế tiếp á, cái kế tiếp, cái chữ chữ để chị dọc bên viên ra, bên viên là chữ ụ á, chữ ụ là cái chữ quẩn thì đọc được, nhưng mà chữ ụ không biết là cái gì, cho nên là không hiểu hai nghĩa của nó. Võ, văn thì võ, đối nghĩa văn thì đối nghĩa nó là võ. À là võ đúng không? Thuy la là đẩy kéo nè. Yển xông là gì ta? Ỉn là đấu, và tiễn là xung, là tiễn, xung là có nghĩa gửi tiễn đưa. À, thường thường chị hay nói là chia xông thôi, chứ không có nói yển, cho nên là nó lạ. Rồi tới gì? Khai quan là mở cái gì đó, tắt cái gì đó nè. Rồi, khai tên, quan tên. Lận lận rưa nóng tạnh. Đọc được chữ phủ nè, chữ trước không biết gì, bên viên là nó viết là Sơn vua phu phủ. À, họa phúc, họa phúc. Sậu sậu quay hả, đầu đuôi hả. Rồi Nguyễn Chiên là gần xa nè. Rồi nỏng tan hả? Thì bỏ bước rồi, Nỏng bỏ là tay thanh nè. chị, bỏ từ tay rồi. Đâu? À, tuy, tuy, chua là đúng sai. Nỏng tan, nỏng là nồng nè, nồng đậm nè, tan thì không biết, mới thấy. À, tan là nhẹ, nhẹ, nhạt. Đậm nhạt trong y như cà phê á. Cái gì tới gì đây? Từ cha chạm, cha thêm với cộng, Cha. chạm là trừ, giảm. Cha này trong cha dỗ nè, thêm nè, nhưng mà cái chữ chẹn là chị không biết. Cha ban là kiểu tăng ca, như vậy là Thêm từ. nè. Kế tiếp không biết luôn. Nè, bảo hầu, Kế mỏng, tiếp không biết dài. luôn. Kẹo chua, cũng về. Trảng toạn là dài ngắn nè. Trọn trọn toàn Cái gì nữa ta? Sân sân đâu đâu rồi, em lướt ra mất tiêu của chị rồi. đây À, nè, chăng sân chăng này chen là súng á, từ chăng này rớt là xuống, hạ xuống nè, hạ á, xuống nè, nhưng mà sân là gì thì chưa, không có biết. là năng lên. Thì ý là chị nhìn chị không biết thôi, nhưng mà nếu mà gọi là, nếu mà đang học về cái mà nó đối ngược thì chị biết là nâng lên hạ xuống rồi đó. Nhưng mà đang theo cái kiểu trắc nghiệm là khảo nghiệm bản thân á, là chị không biết nó. Con sư, con là biết nè, sư không biết nè. Rồi gì, sự hủa sống chết nè. Xin xin đâu vậy? Xin ỷ, xin là tin nè, ỷ này chưa biết nè. Ỷ quẩy hả? Nghi ngờ. Nghi ngờ hỏi Tin tưởng nghi ngờ, hỏi ỷ hả? Hỏi ỷ hả? Trong cái hỏi ỷ hả? Hoài nghi hoài hả? nghi, đúng rồi. Yên giảng, yên giảng, giảng là dương, âm dương hả? Vậy là âm dương hả? Rồi, in nó còn có nghĩa quanh là may nữa đó. quanh tả hỏi đáp hả? Hỏi tả là đã trả lời nè. Rồi, hỏi tả, hỏi tả. Hoạn chỉ không biết. Khoan thai vào chi vàng biểu chi biểu chi
Chi gì ạ? Chi là đối. Vẹo là no. Thường thường mình học là ờ đúng không? Là đối mà. Ờ đúng không? Đúng à. Rồi. Nhưng mà chỉ là cái từ chi đây là đói mà đói ra rời luôn á. À. Rồi khoan để chị coi nhóm biết. Giáo quyền mở ra đầu chữ A. Liền đi để thôi họ đừng quên. Đúng rồi. Con hoàn thành xong một chữ con mới đi làm việc khác chứ con lượng chừng như một cái nét nhỏ, chi tiết nhỏ mà con bỏ qua hồi là con bắt lại là con quên liền. Rồi cái gì đâu rồi, tới đâu rồi, nãy tới đâu rồi? Đây. Từ xung chỉnh. Xung chỉnh. Không, không biết luôn. Xung chỉnh là lắng kẹt. Trên chả, thật chả. Ừ. À, chán tan mà cái gì nè, đậm đà đó, mặn 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 mình nghe ra nhạc hả? Ừ, đúng rồi. À, cái gì ta, mão tuôn nữa. Ừ. Bên bên gì nó ghi mão tuôn nữa, không không biết cái đó. Mão tuôn là học khi nghề cũng không biết từ đây luôn á. À, đâu để coi, đợi chị xíu chị lướt qua bên cái chỗ nó dịch cho là chữ gì, mão tuôn là gì, mau nó ghi khiên mau khiên à. Mâu khiên là gì ta? Nó dịch trong từ Hán Việt đó chị. Ờ. Thôi không biết. Ừ. Ờ. Lão sọ. Ừ. Lão là già nè, sọ là trẻ hả? Ừ. Sợ nên rảnh. Nhưng mà từ ví dụ như thân điên chinh nén. Chèo chinh nén. Chèo chinh nén. Chèo nên rảnh. Ừ. À, không không biết cái chữ cái tiếng sư phụ. Ừ. Chinh không chủ miễn múa hù rõ ràng mà hù sư khó phụ chịu nè, thông minh nè, xong kế tiếp là không biết. bên à, từ bên đây là bên là nó ngu ngốc, cầu khùng là từ phên, còn từ xạ là cũng như từ điên vậy ha. Nịp phên lắm á. Mà khùng á. Mày điên à? Ừ, đúng rồi, còn ví dụ như đi xa lắm á. Bị điên à. Phân xả lắm. À, đi xả lắm. Đi xả à. Em ngốc à. Anh không ngốc được. À. Ừ, từ ừ. Nói chung là từ từ bền nè, bền trưa này, nó nói chung là ngốc nghếch đần độn. À. Cái lạn á, cái lạn là làm biến rồi nè, đúng rồi. còn cái chỉnh khoai thì chị không biết, lạn Làm là làm lạn chim. tua là làm biến nè. Ừ. À, chuyển y quầy rẻ đắt. Ừ. À, hầu hầu gì ta, Hầu thui hầu gì với chuyển nãy gì nãy chứ, thui là trong từ thoái á, từ lùi á. À, người lại tiến lên À, chẽn là phía trước. Ừ, chẽn khi mà tiến vào. Tả khai là mở ra nè. Ừ. Cửa sang là gì ta, để lên lướt qua đây coi. Cửa sang là hợp vào hả? À, hợp vào, hợp sang tiến vào. Ừ. À, chữ là y, chữ là thẳng tới nè. Ừ, đúng rồi. Quan Công không là biết. công, quan là công, ví dụ Hạ Long Quan đó, trong từ gì sai quan nữa. Trân xỉa, trân xỉa trên thẳng, trên là chính thẳng. À, xỉa là nghiêng. Nghiêng hả? Không, cái Ừ. này không biết luôn. Rồi đâu rồi, tới gì rồi? Quan hỏa hả? Ừ. Không, cái này không biết luôn. Quan hỏa là mịn màng, còn cu cao Ừ. là thô ráp. Anh chiên thọ là yên tĩnh với lại ồn ào. Đúng rồi. Rồi cái gì trang nè, Quan cái gì trăng, trang với lại quan trăng, quan hấu. Đọc được chữ trang, chữ đinh. Trơn trơn tinh, Tinh. trơn tinh là bình tĩnh.
Giản tan phức tạp, Ừ, đơn giản giản tan hơn phức tạp. phức tạp. Không biết. Bện là bếp, còn cụ là phòng, xếp súng trong đây. Nản rỗng y là khó dễ nè. Nản khan theo lên. Có nhìn là không có đẹp, chứ là Đúng đẹp. rồi, đúng rồi. Vừa đây mình thấy hai quá hả? Nhìn nó cũng dịch xong, An nó dịch can cũng khác chinh nghĩa tích đó. năng Can chin can, đúng rồi, là sạch sẽ với lại dơ. đúng rồi. Thun thu là nuốt nhỏ, nuốt vào nhả ra. Mửa từ Cao sinh. Đọc được chữ cao sinh, chữ kia hắn tự đọc không được, để qua bên biên viên coi. Phản mình, phản phản mình. mình. Buồn hả? Phản mình là buồn hả? Lần chi chị chỉnh trang, chỉnh trang. Bình tĩnh, căng thẳng. Hồi họp á. Khai sự, chỉa su thì là bắt đầu với kết thúc gì? Rồi. Được rồi, viết nó đi. Si quan với sư quan là hy vọng và thất vọng. Kế tiếp không biết đọc. Trăng sau bữa trưa sau vẫn chạy vẫn ế. Sư can hả? Can sao là mùa khô nè. Vì sao là mùa ướt nè, mùa là mùa mưa nè. Can chi dù chi, can sao khô hạn à. Không, nhưng mà cái chữ phía trước không biết, nào giờ chưa thấy. Ru khẩu là xuất khẩu nhập khẩu. Sân bên bên gì cái gì, sân chạn hả, sâu cạn hả, à sân sân là thâm thẳm nè. Em không biết, kế tiếp không biết. Khu dạo, khu dạo biển chủng. Khu dậu hả, khu dậu với lại khiển chủng hả, khiển chủng. An toàn nguy hiểm, nguy hiểm. Tân san nhị hôn. Cô đơn với lại gì, đơn thân á, độc thân á, một mình. Với lại kết hôn. Sang 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 xia sang 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 Hướng lên, lên hướng xuống. xuống. Cái hướng xuống, cái hướng trở lên, Đúng cái rồi. hướng về xuống lên. Dâu xin truy, có hứng thú với lại vụ liệu là buồn bẻ nhàm chán nè. Dậu ha, dậu 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 sinh truy. Vụ liệu liang liang trong pheo liang nè. Rồi kế tiếp không biết, để coi bên nó dịch cái gì. Nhau là tối. Sáng tối, sáng tối. Cái gì đây, khoan khoa. Không không biết cái từ Hán Việt này, để coi qua bên Jin đây. Khoan khoa với lại xả trại rộng hẹp hả. Này đọc nhiều nhiều từ ghê ta. Chinh khẳng khủng phu. Chinh khẳng là bình thường, khủng phu là cái gì á. Từ 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 đó giờ không không có làm gì hết ta, phải không? Rồi, Từ không đó bao giờ giờ. không có cổ tay sinh sai, cổ đại với thời với hiện tại, ngày xưa với bây giờ. Chẩn rân, khẩu rân, chẩn rân thừa nhận với lại phủ nhận. Cái gì tao ta, cái gì tao với lại lý khai, Tả tao tả tao lý khai. à, tả tao đến giờ đi nè.
Rồi để coi, viết lẹ đi. À, Mỹ Mỹ Ly chỗ đâu? Mê ly Đẹp với xấu. tức là Việt Nam mình mượn nhiều từ phết nha, đẹp mê ly bây giờ cái mình học mình mới biết. Rồi. Không, hai cái kế tiếp chị không biết. Trợ vay, tranh giảng, đổ lỗi là khen Dũng cảm là dũng cảm nè, ngợi. rồi à, tản sợ là nhát gan nè, đúng không? Để coi, đúng Rồi. rồi, đúng rồi. À, à, cái gì ta, cái chữ trước, siêu hả? Sale Châu si sư sale với si lại chu sen xiêm, biến mất chứ à, biến mất xuất hiện. chu À, chu sen à, kế tiếp là gì? bao của Bao bao gì á, bao gì bao á, của người cái nữa chị bãi chủ bao gồm ngoài ra bãi chủ bao của bãi chủ. à. Không biết kế tiếp, nó không biết đọc luôn, đọc được cái chữ rưa à. Chinh chi rưa nào chinh chinh chi rưa nào vắng lặng náo nhiệt mấy từ đấy khó Kế tiếp không biết luôn. quậy phây À, run xuống vi quay phạm luật lừa sang tin là cái này viết là vui vẻ với lại buồn nè. À, san san sàn ưa này ương là con cá sấu nè, ưa ác nè. ừ À, cái gì, thiện ác hả? mà À, thiện là chữ ác á à, choan thua mặc cởi. choàng À, không biết, để đọc bên 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 đây. À, dụng thu với phản hu tuy, à, phản tuy là phản đối nè, để coi là gì. Ủng hộ phản đối, ủng hộ là chư chư chữ chứ ta. Nhưng mà nó kiểu như nó có nhiều từ nó đi với từ trái nghĩa vậy nguyên cặp nó giống như người kiểu nhảy chữ mà người ta dùng chữ 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 chi Thản lãnh là tham rồi nè. thành Vũ lãnh sư là không biết, vũ vũ sư sư không biết. vu lợi À, không vụ lợi. À, vũ sư tức à, vũ không phả tả. sư vô tư á À, cái gì mà chị đọc được chữ phả với chữ hầu nè, để coi, coi phả pha tả với lùa hầu. Lùa phẩm hầu triển phát pha triển lạc hậu. Xin đầu yên hầu xin nọ rạn, xin yên xin rạn, vững tâm mềm lòng hả. Tru rảnh, phủ rảnh, phủ rảnh, trụ mà ranh, phủ rảnh, ông ừ. chủ người hầu. Rồi bây giờ mình vô vô coi thử mấy cái hình để mình nhớ không ha nó là 107 từ mình nãy giờ học á. Ủa, 107 vậy là chị cũng được, chắc cũng mấy chục thôi hả Thì biết nhiều mà nhiều từ em không biết luôn mình thấy chị đọc được thì tơ mà rồi nhìn vô cái hình chị nói được đâu, hình đâu? hình này chưa Đâu thấy là không a à, khoan, để chị tung màn hình này. Không, không thấy luôn. Không, thấy chưa không thấy. À, thấy rồi, thấy rồi. này hình số 1 Ý là nói gì ta, nói là nam hay nữ hay sao? rồi nam nữ Nãnh Nguyễn rồi tiếp vào ra vào ra hả? À, vào là chim, ra là chu. rồi tiếng lùi À, thuê chim không sao bị gì gì vậy? Kẻ không mày. Thôi đây thôi 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 đây nó có dưới đây nó có này chữ nản nị à, gì nản nị là con trai con gì gái rồi à, đại đại chị chị thấy rõ không
Chinh chu lại truy hao thuê đổi lại chẻ chinh tiếng lên tròn là mặt, thua là cởi, khai là mở, quan là tắt. Đấy được chứ hấp cơm ngát. Đây thì đọc số 13 này, 34 này. Thuê là thun thủ. Mấy cái này thì biết. Gặp lại hả? Gặp lại. Hứa sang. Hứa sang tả khai. Thẳng. Em đang học cái này hả? Ừ đúng rồi. Thôi nhờ, bởi vì chị học không giỏi là vậy. Chị mà cứ theo trình tự chị không có hứng chị học. Tại vì cái này nó theo cái chủ đề như thế này nè, hiểu không? Cái đang nguyên cái chủ đề nó nè. Mà học giờ nó mới dễ nhớ. Tức là mỗi người có một cái cách tiếp nhận khác nhau, hiểu không? Chị thì chị học gì chị lại lâu nhớ, tại vì chị học từ vựng không à. Rồi xong cái buông ra chị không nhớ, nhưng mà chị học nguyên bài thì nó sẽ nhớ là tay phải tôi đưa ra thì tay trái tôi lại phản đối. Rồi ví dụ như khi bạn cảm thấy mệt mỏi thì bạn hãy đi đến công viên, ví dụ vậy đúng không? Thì chị sẽ nhớ hết tất cả, là nó dùng nguyên câu luôn, nó có từ vựng và nó có những từ kèm theo luôn. Nhưng mà cái đó chị nhớ lâu. Chị học theo theo cái nào, tức là chị muốn học theo cái của chị thì chị gửi cái tài liệu cho em, chị hiểu không? Là sao tức em là chị nói sao nên chị học theo cái tài liệu nào, nếu mà chị muốn học theo cái tài liệu của chị đó thì chị gửi cho em trước, à. Hiểu không? Không, chị đâu có học theo nào đâu, chị cứ thấy là ở đâu bài lên lang bạc thấy đâu có học giờ là mấy cái trang mà dạy tiếng Trung đó, chứ chị cũng đâu có nhất định là chị học theo ai. Rồi những cái bài mà của mấy đứa nó đăng bên bên mấy người Trung đó thì chị vô chị coi xong thì chị dịch, là chị mới phát hiện là mình học trong sách là một chuyện, còn cái mà nó nói ngoài đời là một chuyện là khác. Thì ví dụ như cái nào chị thấy hai hai chị copy chị gửi em chị dịch. Không có biết đường kết. Vì chứ giờ nhiều khi thì em học kiểu như thế này này, em đâu biết chị hứng thú như thế nào mà để học đâu, nên nhiều khi em học như thế này cái chị đại học chị không vô chị chán, hiểu không? Chị nó Nhưng mà bị hỏi vậy chị nè Tăng, dạ ví dụ như có thể là những cái từ rất rất là đơn giản của HSK1 mà chị không biết. Nhưng mà khi có những cái từ mà nói về cái gì đó nó siêu hơn ở HSK6, có khi chị cũng biết đó, thì chị nói với em từ đầu là vậy đó, bởi ghẹo thằng trọng là chị HSK6 là vậy đó. Thật ra là chị nó hơi bị lan man sao á, nhưng mà nếu mà gọi là nói á, thì khả năng nói của chị là chắc chắc cao hơn khi khả năng mà nhìn chữ đọc. Tại vì cái nói của chị nó giống như nó dùng những cái mà văn phong của văn nói nhiều hơn. Với lại chị học và lang bang cái kiểu mà ví dụ như trong cái bọc đó, bỏ tất cả vô bọc hết. Thí dụ như là cái bài văn đó của hát cả sáu đi, nhưng mà chị không biết gì, chị vô chị học thì chị thuộc y vậy đó thì chị biết. Còn những cái một mà chị không học, thí dụ như những cái mà lỏng mà đặt đầu này kia nọ thì chị chưa học, và những cái đó thì hết cả một cả học rồi mà chị đâu biết đâu. Đâu cái đó hát cái một đâu chưa học đâu chị. Thì chị đó có là vậy, tại những từ ví dụ như là trên dưới nè, thấp cao trái phải trong ngoài đâu đó, mấy từ vậy đó. Những từ đó thì em đơn chỉ giản là vậy vậy đó. Mà tự hát cái câm một nó chỉ có 150 chữ à, chị không? Nên nó đơn giản, nó nói mấy từ đơn giản thôi. Vậy là chắc là khả năng của chị chắc qua hát cái câm một chứ Tân hả? Chắc được Chị hai không Tân? Của chị qua xa, tầm của chị là nói chung là nếu mà học là khoảng 3-4 học lại thì được. Chỉ còn có hả 1-2 thì chị học chị chắc chắn rồi.
là chị đọc được nhiều chữ rồi, nhưng mà ba bốn chưa chắc, là chị có nhiều cái kêu học qua qua rồi, nhưng mà nhiều khi chưa chưa chắc là chị đọc được nha. Tại vì em thấy cái học đúng rồi, từ HIK nó có, không phải là HIK6 đâu, nó từ HIK9 chị ơi. Đúng rồi, Chị không rành, nhưng mà tại vì chị đâu có để ý mấy cái đó để làm cái gì, thì biết nhiều nói nhiều vậy thôi vậy đó. nói chung là học cuốn sách thì thấy là nó đại khái nó ghi là HIK6 là kiểu như là để mà đi đi làm việc, đi giao tiếp có đơn giản á, chứ còn mà chị muốn học lên nữa thì HIK9 luôn. Không biết nữa, không có học. Nói chung càng Nói học là chung chị là không biết đâu. đọc sách đâu không à, tại chị không có rảnh, không có thời gian, đúng không? Chứ có thời gian nhà chị có sách mà, mấy thời hồi lâu rồi chị có mua cuốn sách mà dạng không phải sách ngữ pháp, mà nó sách nó viết nguyên bài văn, em hiểu không? Là chị nhìn vô đó thì bây giờ cái khả năng của chị mà không phải là chị nhìn Hán tự mà chị nhìn biên duyên á, thì chị có bài là chị dịch được 90% luôn, còn có bài thì thí dụ như 50-60% thì chị thấy quẩn qua quẩn lại cũng có nhiêu đó à, không có nhiều. Hồi hồi chị chụp cái sách một hồi chị chụp sách chị gửi qua cho em coi thử, nhưng mà chị không có nhìn Hán tự nha, chị chỉ nhìn biên duyên thôi. Đúng rồi, chị chụp chụp xong rồi chị sẵn chụp cho em bài văn em coi nó như thế nào. Tí Em dịch. tí chị chụp qua cho, Em chị dịch chỉ được chụp qua cho 10 rồi. 20% Không, khả năng chắc em dịch được nhiều á, tại vì khả năng của chị mà chỉ dịch được gần 90% mà. không? Có chị ơi, em đọc sai thanh điệu, sách tơ là chữ em nhìn nhiều chữ đâu biết đâu. Mà nếu như học học từ từ thì Chị đọc xong là chị đánh dấu lại những cái chữ mà chị thấy cảm thấy lạ, xong rồi chị đi tra ra. Thì ra ra là những cái mỗi hồi chị chụp chị gửi qua cho là những cái mà chị gạch tích đó, là những cái mà chị không biết. rồi cái này có cái chị có cần lấy mấy cái hình ảnh đây không, ví dụ như mấy cái hình ảnh Không, này. chị không lấy đâu. Không, Ok, chị không lấy đâu. tưởng tưởng rồi như nó có đều đánh số này, đây là nó có cái hình này, dưới nó có cái số để chị nhìn vô chị biết luôn. Còn nếu mà chị muốn lấy thì em lấy ra một một trang ra cho chị, còn không thì thôi. Và Ví dụ chị học động vật, rồi chị học trái cây. Nói chung cũng không phải gọi là học, nhưng mà chị đang muốn nói tới cái trái đó thì chị tìm trong trái đó, cái nó quá trời trái luôn, nhưng mà chị sẽ tìm hiểu, chị lướt lướt qua những cái trái gì mà nó gần gần mình nhất đó. Thí dụ như chôm chôm, nhãn đồ các kiểu, chứ còn ốc chó rồi xa xỉ quá là ít có gặp, nên là chị không có học đó. Đúng rồi. Thôi bây giờ coi lại ha, bạn ấy thì nhớ. Các bạn để ý thì mỗi một cặp từ trái nghĩa sẽ có viết chữ Chị thấy không? Hán rồi viết Thấy màn hình không? Latin, có phiên âm bồi dành cho những bạn lao động, những bạn học cấp tốc đó. Cái Thì này các bạn em vừa học theo của dõi Lê Gia Huynh màn Đệ hình đúng không? vừa Đúng nghe chưa? em giải thích. Ok, Cái gì sao chị Tứ Hải Gia Huynh Đệ bắt hay Lê đầu Gia Huynh Đệ gì phải không? nữa, sao chị biết hay Hảo, hả? chị nghe tiếng. Đây coi, để coi nghe tiếng đó, em biết cái này, em thấy tình trạng này nó nói về cái cặp này, từ em đang học về chủ đề cặp trái nghĩa nên em search search nên em thấy nãy học cuốn sách không, xong rồi giờ em lên mạng em coi á, tại nó có clip á. Rồi Chị sẽ không học khô hay ướt, mà là chị sẽ học được là ví dụ như là chị học nguyên đoạn vậy nè, là ví dụ như là ở Trung Quốc thì có bốn mùa, hoặc là ở Hà Nội có bốn mùa, nhưng mà Sài Gòn chỉ có hai mùa, mùa nắng và mùa khô. Các bạn sẽ cảm thấy mùa nắng rất là nóng, nhưng mùa khô rất là nóng, chỉ nắng thôi. Mưa là thông thường là sẽ có những cơn mưa bất chợt rồi vậy đó, mà chị học nguyên đoạn vậy đó. Thì cái đó chị học đọc bài văn, cái đó chị đọc đọc để hiểu, còn muốn có muốn muốn đọc để hiểu thì phải có từ vựng này rồi. Thì đó cũng là một cách học vựng đó. Thì nói chung học gộp vậy thì nó dễ nhớ, lại nhớ được nhiều từ rồi.
Nãy mình đọc thấy 107 chữ rồi, rồi mình vô cái trang sách mình đọc rồi, bây giờ mình xem cái video lại một lần nữa cho mình nhớ nhớ được chữ nào nhớ, còn không nhớ thôi, có mấy chữ xa xôi thì chị không cần nhớ cũng được, nhớ mấy cái Rồi rồi. nhớ mấy cái bình thường thôi, mấy từ nặng nhẹ rồi. Mấy giờ nghe chữ cô giáo, mấy giờ nghe chữ anh nói đáp rồi. Xem chỗ, xem chỗ, em nghe xem, em nghe này. Chỗ ở xem là thơ. Vô. Vô. Kéo. Xem sợi đúng không? Là thơ. Chỗ ở thối. Rồi Trọng nãy bạn làm gì vậy? À, trả lời mail. À, ghê ta. Làm ở nhà mà. Đi chưa? Làm ở nhà. À, em với Trọng học đi, chị soạn đồ cho bé nó về cái đã thì về. Cứ đọc. Dạ. Trọng nghe này nghe, từ hôm nay nó nói về mấy cặp cái nghĩa thôi. Nãy vô trễ rồi. Nãy học rồi. Là mềm. Y là cứng. Chẳng rùa. Chẳng rùa. Chẳng rùa. Chẳng là mạnh mẽ. Rùa là yếu. Từ yếu đuối. Xung chỉ. Nhớ cô chỉ. Trọng coi người ta đọc rồi mình nhớ ha. Cách đọc. Chỉ. Xung là lỏng. Chỉ là chặt. Yuan. Chìn. Yuan. Chìn. Yuan. Yuan là xa. Chìn là gần. Khoai. Mạn. Khoai. Mạn. Khoai. Khoai là nhanh. Mạn là chậm. Khoai lơ. Sâm. Sử. Sâm. Sử. Sâm. Là sống. Sử là chết. Sâm sử. Nói chung cái từ sự thì người Trung họ rất là cấm kỵ dùng, nhưng mà khi nhưng mà trong cái văn nói họ nói rất là, họ dùng rất là nhiều, đối chết thì được quả sữa là quả sữa lơ rồi, nói chung là họ dùng từ trong văn nói là nhiều nhưng mà họ lại kỵ từ chết. Chính chủ búa hủ. Chính chủ là rõ ràng, búa hủ là mơ. Su phụ thoải mái. Nán sâu khó chịu. Nán sâu. Thông minh. Bận. Thông minh là thông minh. Bận là ngốc. Chính khoai. Lãn. Chính khoai là siêng năng. Lãn là lười nhá. Thiền nhị. Quỷ, thiền nhị là rẻ. Quỷ là đắt. Can chỉnh là sạch sẽ. Trang là bẩn. Chu là thô ráp, là thô to. Si là nhỏ, là mịn. Nán là nam, là về con trai. Nữ, con gái. Chìn là vào, là ra. Chu là ra. Lái là đến. Chu rồi lại đi. Lái chu. Hậu thuỷ. Lùi lại. Chuyển chỉnh là lùi lại. Chuyển chỉnh là tiến lên. Hỏi này xíu này. Sao mấy thanh điệu này nè, khi mà mình gõ tiếng Trung mình có thể nào mà gõ mấy thanh điệu ở trên không? Cái đó phải tải thêm một cái phần mềm nữa. Cái đó gọi là tải lên mạng download cái phần mềm gọi là Binzing á. Thì mới cài cho máy mình mới gõ được cái đó. Tại vì nãy tao gõ được mấy cái bài mày gửi tao á, có mấy chữ tao gõ không ra, mà tao muốn thêm cái thanh điệu này coi nó có ra không, cũng không ra. Thì cái đó là phải tải thêm một cái thanh điệu nữa. Giống như chữ hải trong hải mà hãy còn á, còn á. Sao tao gõ không ra ta? Thật ra chứ sao không ra? Hải sư này ví dụ như.
gõ chữ chữ hải đúng không? Và hỏi lại là hãy lên, hãy nhanh lên. À, này hải hải này đúng không? Nói chưa? Đôi trước chỉ giờ biết tắt rồi đúng không? Thì Thanh giờ nay trọng nó gõ nhanh lắm chị. Ừ. Nó học ở đâu không biết mà thấy này nó gõ được tiếng Trung mà gõ nhanh lắm. À, bất ngờ mà. Khoe ngầm nữa. Nó bấm nhanh đọc không được luôn chị. Chữ vậy hả ta? Dạ. Rồi như nó nói chữ xin chào ní hậu rồi ní hậu ma nó bấm mấy chữ là nó ra liền. Ghê gì ta, chị da già này lỗi thời à, heo heo cũng kịp trọng với Tân à. Không phải ta, chữ hải mà hải còn với Tân. Hải còn này. Chữ nãy đâu. Đúng rồi, hải còn này. Hải dậu hả? Hải dậu hả? Nè, tự nhiên nè. Hải mẩy á. Sao bấm? Không phải, không phải chữ hải đó. Hải dậu hả? Thì chữ hải đó, chữ hải nào? Hải dậu là, thí dụ như là tôi xem qua... Tôi xem mày hình được không ta? Mãi xem chiêu xong rồi là hải dậu mãi phiển của. Vẫn à, còn có mua chuối nữa. Ừ đúng rồi, với còn từ nào nữa rộng. Coi là kỹ coi. Học. Từ từ bấm lên chỗ chat này coi nè. Đúng không? Nó bấm vào chữ chat rồi. Nó bấm lên. À, cái chữ này là chữ của Phùng Thể hiểu không? Phùng Thể hả? À. À. Mày gửi qua cái slide mày bấm chữ này nên tao tưởng chữ hải rồi. Tao chỉ biết chữ hải thôi. Được, còn mình đang học là học gì giản thể. Này thấy nó giống không? Giống à. Đó. Đúng rồi, có cái bộ trước á. Bộ trước rồi. Hồi xước. Rồi dưới nữa, chữ dưới nữa. Đây này. Nó có nhiều chữ phồn thể và giãn thể hả? Cái này thì nhiều đâu mà đây. Thôi, mình lướt qua ha. Thôi lùi lại, chẻn chinh là tiến lên, tròn là mặt, và thui là cởi, khai là mở, quan là đóng, là tắt á. Khai tên đó, là mở đèn, quan tên là đóng đèn. Thui là đẩy, la là kéo, thun là nuốt, thụ là nhổ. Ăn mặc là cởi quần áo, là mà thun thủ thun chữ tờ hình chữ thờ nha. Cửa sang là gặp lại, tả khai là mở ra. Cửa sang là gặp lại, tả khai là mở ra. Chữ là thẳng. Quan là công, trong quan là trong Đài Loan ấy. Quan là công. Trên là thẳng nè. Trên. Xía là nghiêng. Có nghĩa là thẳng. Vừa lại với từ trên là xía là nghiêng. Hầu là dày. Hầu là dày. Bảo là mỏng. Hầu là dày. Nói về độ dày. Pháo là mỏng. Ừ. Khoan. Trải. Khoan là rộng, trải là hẹp. Quang hóa. Chu trao. Quang hóa là nhẵn bóng, mịn màng. Chu trao là thô ráp, gồ ghề. Và chu trao. Ta xiao là to lớn, xiao là bé nhỏ. Tráng dài. Sờ tráng là hiệu trưởng. Ngắn. Phủ sở chẳng là ở phó trưởng. An tĩnh là im lặng. Chảo. An tĩnh là im lặng, yên tĩnh. Chảo là ồn ào. Hoang trang. Trần tĩnh. Hoang trang là luống cuống, hoảng hốt. Trần tĩnh là bình tĩnh. Trọng chú ý đọc, cố gắng đọc được mấy chữ này nha. Còn cái chữ này dành cho những bạn đi Đài Loan á, đi Trung Quốc cũng làm việc mà vẫn học
cấp tốc học trong vòng một tháng á, bà không chịu học cái phát âm tiêu chuẩn á, vẫn học mấy cái chữ này, vẫn nói tiếng bồi ha, cái này gọi tiếng Trung bồi. Nhưng mà mình học là mình đọc được luôn ha, ở trên tinh, trên tinh mình nhận lên. Đó này từ từ chào mình nó biết là chữ chào là sao nè, từ chào thanh ba đó, từ toàn mà nó gọi nó từ tờ u a nè, toàn mà nó ghi toán là sai rồi này. Đó thì nó học tiếng bồi nữa, bình tĩnh, giản đơn phụ trả giản đơn là đơn giản, phụ trả ghi phụ trả, biển cũ nó về đó, từ cũ mà nó ghi cũ là biển dẹt ở cũ ở phòng rồi lên nán khăn khó coi là bèo lẹm là đẹp ha, nán khăn là xấu xí, bèo lẹm là xinh đẹp. À, thầy đã đọc đúng nhưng mà viết ra cái bản âm bình dinh đó thì hơi kỳ ha. Rồi hôm nay đến đây nha chị Thanh ơi, hôm nay đến đây nha Trọng này. Ok cảm ơn à. Rồi gì buồn vậy, mới vô học được ba từ, học được từ gì rồi? Rồi bye bye nha. Tại vì men gì tệm, men là chậm, men là chậm, nó một khoai là nhanh. Ok, có gì sáng mai học tiếp nha. Vậy nha.